Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ trì phiên họp thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ chuyển đổi số thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Chúng ta sẽ phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương phải có một đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với đề án 06. Đồng thời, đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh. Tăng cường cái nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chuyển đổi số đến từng người dân, từng doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu. Tăng cường cái tiềm lực cho chuyển đổi số và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, chúng ta cần phải ưu tiên nguồn lực, bố trí nguồn lực. Tăng cường hợp tác công tư, lấy cái đầu tư công dẫn dắt cái đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi cái nguồn lực xã hội. Bên cạnh ba cái tăng cường đấy thì cần phải có 5 cái đẩy mạnh. Một là đẩy mạnh hoàn thiện cái thể chế về chuyển đổi số. Cái thứ hai là đẩy mạnh cái phát triển hạ tầng số, làm nền tảng cho phát triển số. Cái thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong chuyển đổi số. Và cái thứ tư là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng số, công dân số để đáp ứng cái yêu cầu phát triển. Cái thứ năm là đẩy mạnh an ninh an toàn mạng thông tin để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, rồi quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các chủ thể, Thủ tướng tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Tại hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn vào chiều ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm coi phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là một đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đa dạng hóa mọi nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư. Với mục tiêu đào tạo từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn vào năm 2030, Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, gồm hoàn thiện thể chế cho đào tạo nhân lực bán dẫn với cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù, đầu tư cho hạ tầng phục vụ đào tạo nhân lực bán dẫn, đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp, phương thức đào tạo tiệm tiến và đột phá cả trước mắt và lâu dài, đa dạng hóa nguồn lực của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các cấp, địa phương, doanh nghiệp, đại học, các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động, tích cực, linh hoạt xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp cụ thể phát triển ngành nhân lực bán dẫn. Trong sáng ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội đã khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng đề xuất tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN có vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN đang hướng đến các mục tiêu đến năm 2045 với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường. Để hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường. Thứ nhất, đoàn kết, hợp tác, thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ, chiến lược của ASEAN. Đồng thời, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích. Thứ hai, tăng cường tin cậy chiến lược trong ASEAN trong quan hệ với các đối tác, góp phần ngăn ngừa xung đột, duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho ASEAN trong thời gian tới. Thứ tư, làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Thứ năm, tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là hợp tác công tư, tạo đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị quốc gia, giúp ASEAN phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng cũng nhấn mạnh,
chúng ta tin tưởng rằng ASEAN đã, đang và sẽ đóng góp ngày càng chủ động, tích cực hơn cùng cộng đồng quốc tế trong định hình tương lai của thế giới. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sorumsay Sihanouk nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội. Hai thủ tướng đã cùng nhau nhất trí kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư kinh doanh tại Lào, thực hiện hiệu quả các nghị định thư, đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò chủ tịch ASEAN. Ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hồn nhân chuyến thăm và làm việc và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4. Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ nước chủ tịch ASEAN 2024 Lào và đặc phái viên của chủ tịch về Myanmar cũng như Tổng thư ký ASEAN trong thúc đẩy triển khai đồng thuận 5 điểm, nhất là huy động hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế cho người dân Myanmar thông qua trung tâm AHA, góp phần giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tổng thư ký ASEAN cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định đây là sáng kiến quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Việt Nam trong thúc đẩy hình thành một diễn đàn của riêng ASEAN về chính sách tương lai ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, thích ứng nhanh chóng trước những biến động về địa chính trị cũng như cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực. Sáng ngày 23 tháng 4, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đang thăm chính thức tại Việt Nam. Trên cơ sở thành tựu đạt được và để tạo động lực mới, gắn kết hơn cho quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028 và theo hướng cân bằng, khẳng định tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước và thúc đẩy hợp tác du lịch. Chiều ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội luật gia Liên bang Nga Sergei Stepasin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước trên tinh thần vì lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ ngành địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên cho các lĩnh vực khoa học cơ bản, hợp tác văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Hội luật gia Liên bang Nga khẳng định, Nga coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực, sẽ truyền đạt báo cáo các nội dung trao đổi trong cuộc gặp Thủ tướng với lãnh đạo và các cơ quan chức năng phía Nga. Cá nhân ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là các lĩnh vực nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá xem xét công tác quản lý điều hành giá quý 1 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh không để bị động trong quản lý điều hành giá. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, bộ ngành địa phương tập trung quyết liệt theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, dự báo chi tiết cụ thể các yếu tố tác động tới mặt bằng giá chung, nhất là những mặt hàng dịch vụ thiết yếu để chủ động xây dựng các kịch bản chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm sát đúng với thực tế, qua đó tham mưu đề xuất triển khai các giải pháp điều hành giá phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tính toán thời điểm phù hợp với quá trình thực hiện chính sách tiền lương mới, đảm bảo thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu có quyền số cao trong CPI. Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng vàng. Chiều ngày 25 tháng 4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp đổi mới còn chậm, còn vướng mắc. Đến nay vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới.
tinh thần là khó khăn cấp nào, cấp đó phải đứng ra xử lý, không làm thay, không đủ đẩy trách nhiệm. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ đạo trong kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thành ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định hướng dẫn đối với các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 894 ngày 23 tháng 6 năm 2021. Sáng ngày 24 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện báo cáo làm rõ nguyên nhân khó khăn vướng mắc của 8 dự án BOT nói trên, cũng như của các dự án BOT giao thông triển khai trước khi luật PPP được ban hành có hiệu lực. Trong đó chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, quá trình thay đổi, hoàn thiện chủ trương chính sách pháp luật trong từng thời kỳ về PPP, trách nhiệm của các bên liên quan, những vấn đề đã được chính phủ, các bộ, ngành địa phương giải quyết theo thẩm quyền trách nhiệm. Những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình theo quy định. Sáng ngày 25 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra một số doanh nghiệp đang sản xuất, cung ứng, lắp đặt cột điện thuộc các gói thầu của dự án đường dây truyền tải điện 500 kV Quảng Trạch Phố Nối, dự án đường dây 500 kV Mạch 3 ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Thăm công ty tập đoàn Thành Long, Phó Thủ tướng bày tỏ dự án đường dây 500 kV Mạch 3 đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương để hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Chậm khâu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết, đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo cho người lao động, an toàn vệ sinh lao động để dây chuyền sản xuất ổn định, phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với EVN, địa phương, các bộ ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt. Ngày 25 tháng 4 hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp với nhiều cơ hội thách thức đa chiều như hiện nay, kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Geneva là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, phấn khởi tự hào về các thế hệ đi trước, làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng nỗ lực vươn lên, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng, phong cách, nghệ thuật của ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, độc đáo và đặc sắc, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển để giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tối ngày 26 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm 10 năm danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức đồng lòng tiếp tục xây dựng, bảo tồn, quy hoạch và phát triển giá trị của di sản Tràng An, phát huy vai trò sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân trong vùng di sản, giúp người dân vừa tham gia bảo tồn di sản, vừa được hưởng lợi từ di sản, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xanh, sáng tạo theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gia tăng giá trị kinh tế của di sản, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, làm động lực phát triển, chủ động tích cực hội nhập hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản toàn cầu. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 52 về chương trình hành động và kế hoạch của chính phủ triển khai chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Theo đó, chương trình đưa ra nhiệm vụ giải pháp đến tháng 5 năm 2024 gồm nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan chống khai thác IUU, triển khai đồng bộ quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất nhập bến phải tuân thủ đầy đủ quy định theo pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tại quyết định số 338/QĐ-TTg vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quyết định nêu rõ, quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm các phân ngành là dầu khí, than, điện, năng lượng mới và tái tạo, với các nhiệm vụ từ điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất, tồn trữ, phân phối đến sử dụng và các hoạt động khác có liên quan. Các quy hoạch thuộc lĩnh vực năng lượng tại nghị quyết số 110 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ được tích hợp vào quy hoạch năng lượng quốc gia, bao gồm quy hoạch phát triển ngành dầu khí,
quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí, quy hoạch phát triển ngành than, quy hoạch năng lượng tái tạo sẽ không được tiếp tục thực hiện như quy định tại điểm C khoản 1, điều 59 luật quy hoạch. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.